cô mò đậu của nhà chị là chị Hâm Sương. Mâm luộc nấu lên xả, có xả nó leo. Mò đấy là đặc biệt. Dạ. Cô mò gia truyền luôn, chị bán 5 năm rồi. Nghĩa là gia đình chị trước đây là cũng bán bún bò. Thì... À, bán bún bò hồi xưa luôn nha, chị bán thịt bò xong rồi sau đó chị mới bán bún bò. Nhưng mà bán ở đây luôn hay là ở ngoài Huế? Ở đây là bán 5 năm rồi đó. Dạ. Bún bò bán 5 năm rồi, con bún bò gì bán 17-20 năm. Còn gia đình mình trước đây là ông bà hay là cha mẹ chị có bán bún bò? Có, bún bò gia truyền. Dạ, như vậy bây giờ là như người đã bán, cái hồi xưa chị vừa đã, chị bán ngay bán nuôi này. Người ta tới đây thì học nghề nữa. À, học nghề nhiều lắm, nói như người ta học nghề ở xung quanh đây họ nói trời ơi gì mà bún bò không phải học nghề. Con nói không, thì có cái bún bò ở chùa Vĩ Già này là đặc trưng của bộ nó thôi. Hồi nãy đi ăn chỗ nào cũng giống hết. Đó, bún bò gia truyền luôn hả mẹ. Khi mà em ăn á, em thấy là cái mùi bò nó rất mùi là đậm đặc. Hai nữa là nó nghe mùi xả và đặc biệt là nó mùi mắm ruốc. Mắm ruốc nó thơm, mùi mắm ruốc chứ không có tanh. Ừ, rồi mắm ruốc cũng mắm ruốc Huế luôn. Bởi vì bún bò là mình nấu cái nấu bún bò này cái nước ruốc mình phải nấu lên nữa. Nước ruốc là mình phải xả lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đặc biệt là mình phải thử xả để cho nó thơm. Ừ. Nhìn thấy bún bò hấp dẫn không? Chị vậy là sơ sơ đen thôi. Ở dưới là mình có xương bò. Bò xưa. Tập trung với giò heo hả chị? Ờ, giò heo mình phải luộc riêng cái bò của đây mình không thể vượt ra được. Ừ. Con xương nuôi đây là gần 5 kg xương. 5 kg xương bò. Ừ. Để chị vớt lên cho con. Bò này là có nguồn gốc ở đâu đó chị? Bò này bò đây, chị lấy hàng bò ở đây không? Dạ. Bởi vậy nữa nó mới nước ngọt chứ hồi nãy mà hang đó lành ghê là cái thịt nó mấy năm nó hết chất ngọt rồi. Chứ phải mua cái thịt tươi xương tươi. Ờ. Cả quán xả. Ờ. Rồi, hấp dẫn quá. Dạ. À, quán của mình là quán Vĩ Già. Số mấy chị ha? 685-03. Đường Xu Viết, Nghệ Tĩnh, phường 26, phường 25. Ở đây người ta thường gọi là hẻm 10 phải không? Hẻm 10, đúng rồi em. Rồi, em cảm ơn chị nha. Rồi. Ở đây là thịt bò thật.